10 khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Messi. Phần 1. Top 1. Cú HAT trích vào lưới Real Madrid 2007. Khi mới 19 tuổi, Messi đã có cú HAT trích vào lưới đối thủ truyền kiếp. Như thế đó là lời cảnh báo rằng Los Blancos sẽ đối diện với hung thần của họ trong tương lai. Top 2. Siêu phẩm vào lưới Getafe 2007. Trong trận bán kết cúp nhà vua, El Pulga đã tái hiện lại siêu phẩm solo của người tiền bối Diego Maradona. Messi đi bóng qua 5 cầu thủ Getafe trước khi đưa bóng vào lưới. Top 3, ghi 5 bàn vào lưới Leverkusen, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League. Đó là kỷ lục mà ở thời điểm đó rất ít người có thể làm được. Top 4, đánh đầu vào lưới Man United, trận chung kết Champions League 2009, El Pulga có pha đánh đầu đánh bại Edwin van der Sar, ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 cho Barcelona. Top 5 phá kỷ lục của Gerd Müller 2012, Messi vượt qua huyền thoại Gerd Müller ở hạng mục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một năm dương lịch, 91 so với 85. Dù là một năm đầy thành công của Messi và cũng là kỷ lục đến ngày nay vẫn chưa bị phá vỡ. Chào thu héo uống viết lên khúc nhạc buồn tăng tình vội lâu nhẹ đi quen đi sầu cho mình chắc ta quá vội chót trao tình dung rồi giờ người xem ta giống như đùa vui thôi mắt em không gần có ai nào đâu ngờ một ngày hai ta cánh xa còn ai chờ.